đạo trong rừng. Thì lúc đó 400-500 đệ tử, có một vị đệ tử nào cũng quên ta, không biết Ngạ Nang hay Mục Liên hay Xá Lợi Phất gì không biết. Hốt là hỏi Thế Tôn, trong 45 năm Ngài dạy chúng con có cái gì mà Thế Tôn chưa có dạy. Thì lúc đó mùa thu lá đang rớt, Đức Phật hốt lên năm lá: tất cả 45 năm ta dạy các con chỉ là mẩm lá thôi, anh An phải không à, với năm lá thôi mà con tưởng tượng ngồi trong cái rừng bao nhiêu lá nó rớt vậy, quá trời đúng không. Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi, cũng giống giờ con đi vô con học pharmacy, con biết pharmacy thôi chứ con làm gì con biết chế vi mạch. Thì Phật chỉ nói phần của Phật thôi, Chúa cũng nói phần của Chúa thôi, ông Mohammed ông chỉ nói phần của ổng thôi. Thượng đế là cái gốc cây, Phật giáo là một nhánh cây, Công giáo là một nhánh cây, Hồi giáo là một nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây. Cái cây nó có nhiều nhánh, rồi nó có nhiều nhánh nhỏ 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 nhỏ. Nhưng mà khi cái cây nó phải lớn, nếu mà con là người trồng cây cây kiểng á, con phải cắt nhánh cây. Hôm nay là tất cả các đạo, đạo thánh, đạo tiên và đạo Phật, ba tôn giáo sẽ nhập lại thành ra là đạo ông trời á, đạo thiên là cái này, gọi là tam giáo đồng nguyên là chỗ này. Còn bao nhiêu kinh điển từ xưa nay người ta giải thích á, ồ đạo họ đạo Khổng là đạo tử gì đó là không có đúng. Đạo tiên, đạo Phật, nó ba loại á, ba loại đạo sẽ nhập ra thành một đạo. Cái ông trời lớn nhất đó con, tại vì khi mình xuống trái đất này, cái ra lại gia thức của mình là cái sim trên đầu, cái thần hồn của mình. Ngược lại chư thiên ở trên cũng vậy, nếu không có người hung dữ, chư thiên không có chịu tu, không có chịu biết khổ, biết làm từ thiện, biết làm tạo phước, mình mới ngồi ở đây con cũng là chư thiên. Mình không có người giữ, mình sẽ khó làm người hiền lắm con. Cho nên khi mà con có thằng chồng con mà nó rớt là ăn nhậu bê bối, nó làm cho con khổ mà khổ cực kỳ khổ nghe, thì lúc đó con sẽ là một người vợ tốt. Tại nếu mà con quậy nữa thì đứa con nó sẽ khổ theo. Thì cái luật nó đi như vậy. Nhưng cái quả địa cầu này và cái vũ trụ này đang tận thế, nó đi theo chu kỳ, nó đi theo cái ngày cái giờ, đúng ngày giờ thì cái thiện sẽ nổi lên, 3.000 năm là mình sắp sửa hưởng được cái phước này, cái thời vàng kim của Phật Như Lai. Khi hết 3.000 năm nó tới hết thượng thượng nguyên, tới trung, tới thượng trung nguyên, trung trung nguyên, hạ hạ nguyên, mình đang hạ hạ nguyên, nghĩa là nó đi theo chu kỳ cứ thế mà là như tới lui, mục đích cuối cùng rồi tất cả chúng ta ngồi đây sẽ đều thành Phật hết. Nhưng mà người nào thành Phật hôm nay ngay lúc này hay là thành Phật 1.000.000 năm sau cũng thành Phật. Thì mọi nhân loại chúng ta đều phải về trời hết, chứ mình không còn ngồi đây. Mà nếu không có cái người ác thì làm sao con làm người thiện được. Thì ở bên cõi vô hình á, một cái người hung dữ của mình ở đây chết thành một người hung dữ ở bên kia, nó gọi là yêu. Còn người hiền chết gọi là ma, còn cái người ích kỷ chết gọi là ngạ quỷ, là cái cổ cổ ốm ốm á, thiếu ăn đó, là tại họ